mỗi người sống trên cuộc đời này có một cái giai đoạn để mình kết hợp với một điều gì đó. Giai đoạn chú Bảy với mấy cái này đến đây là kết thúc. À, bây giờ tụi nó sẽ thuộc về con để tiếp tục một giai đoạn mới. À, chú Bảy ơi. Rồi đây chú Bảy cũng sẽ không ở căn nhà này nữa. Rồi, chú Bảy đi đâu? Chú Bảy đi đâu vậy chú Bảy? Chú Bảy có một cái nơi êm ấm khác dành cho chú Bảy. Nơi đó không có sự ồn ào. Rau mày chết tao đau. Rau mày chết tao đau. Mày yêu tao mà cũng vừa vừa thích chứ mày làm gì với con gái vậy? Chú Bảy ơi, nơi đó nó cao lắm phải không chú? Yên tĩnh, gió mát, chỉ có tiếng chim chóc. Gì vậy? Chú Bảy ơi, tụi thôi, con biết. Tụi con cứ lấy rồi đi, tụi bay làm như tao sắp chết chẳng bằng. Nhưng mà ở đây có ba nhà, tự nhiên chú Bảy nói vậy. Chú Bảy cho. Rồi khuya chú Bảy về chú Bảy đòi, ai mà dám ngủ. Cái gì? Bác sĩ nói chuyện với ba rồi. Nói chuyện với ba sao rồi ba? Không cứu được. Không cứu được hả? Đó, nghe đi. Thôi không sao. Hả? Cái gì vậy? Ba chờ con chịu không nổi. Thôi không sao, con chịu đựng được mà. Chuyện bình thường đó. Trời bà ơi, con ơi, con có là con người không vậy? Ê Hồng. Dạ. Rảnh không? Có chuyện gì không chú Bảy? Chỉnh chỉnh cái. Không được, không được, có khách hẹn rồi, có khách hẹn rồi. Chỉnh cái để chú chụp hình cái mà. Thôi mà bữa khác đi, có khách hẹn rồi. Bữa nay có nhiều khách lắm. Con phải là soạn là múa kéo đồ này nọ nè. Cắt sơ sơ cho chú chụp hình ngay. Không có kịp đâu mà chú Bảy, nghe lời con đi mà. Trời ơi, khách bữa nay 7-8 người tới bây giờ. Thôi tao đi ra đằng kia không được. Kỳ ghê á. Ê Vũ Sư. Gì chú? Rảnh không chở chú đi đoạn chú ra chú chỉnh cái. Cũng đang dọn hàng, trời ơi giờ con nó chửi xấu xả sáng giờ con cũng vậy trễ chú ơi. Đang dọn. Chú làm mà chú ho dữ vậy? Thì bệnh giặt. Nói ơi vậy thôi thôi. Làm đi. Giặt thì ho muốn dằn lá phổi. Làm công chuyện xong chưa vậy trời, ồn ào. Đang làm. Chú Bảy ông hay ho ho, đứng xa xa ra để ông lây đó. Trời ghê. Con này sao? Alo con gái. Ừ, không sao, bệnh giặt á mà có không? Không sao. Sợ về không kịp hả? Kịp chứ. Ba ráng ba chờ con về chứ sao không kịp. Có mình mày mà không chờ mày với chờ ai? Chú Bảy nói chuyện với ai vậy ba? Ba không biết nữa. Trong xóm này tụi nó không biết đâu. Ừ, mình con biết thôi. Tranh thủ về cho nó đúng giờ nha con. Chắc không có gì đâu. Đi vô đi. Nghe gì không? Con lè nó mới hỏi tôi rồi. Chú Bảy nói chuyện với ai mà tôi không biết. Sao mà sao nói chuyện kỳ quá vậy cô? Hình như nói chuyện với bé con gái ổng á. Không, nói chuyện với Ngân sao nói chuyện vậy được? Chứ ai, ổng có ai đâu mà ổng nói chuyện. Tự nhiên nghe nói là sợ về không kịp, rồi ổng ho, ổng buồn buồn, ổng đi vô. À, hồi nãy con có nghe chú Bảy qua kêu nhờ ba cắt giùm miếng tóc để đi chụp hình đó. Rồi kêu là không là không được đó. Ê, chụp hình gì? Ổng hồi đó giờ có giờ nghe nó ổng chụp hình gì đâu. Ổng lớn tuổi rồi, ổng có thích chụp hình đâu vô. Ổng nói là cuộc đời của ổng chỉ chụp 2 tấm thôi. Một tấm để đời và một tấm để thờ. Sáng giờ tôi nghe ổng ho dữ lắm rồi. 5 giờ sáng là nghe ổng ho mà tao nói ngủ không được luôn. Ổng qua ổng kêu ông chở ông đi một đoạn kìa. Đưa một đoạn nữa sao nghe nó ghê quá vậy? Đoạn này chắc đoạn cuối rồi. Mấy đứa ơi, mấy đứa. Cô kêu chú Bảy. Cô về chú Bảy. Ê, gì vậy? Chuyện gì vậy chú Bảy? Chú Bảy cần giúp gì? Phụ, chú Bảy có làm được gì làm. Nè, mọi người cầm đi.
Cầm chi vậy? Trời ơi, chuẩn bị rồi. Đúng rồi, đi đi con. Ai biết gì vậy? Ai biết ổng? Ủa, vụ gì vậy? Dọn nhà đi hả chú? Ủa, Bảy? Sao đồ mấy cái đồ này chú Bảy bình thường cưng dữ lắm mà. Sao nay đưa mình chú đi vậy? Gì vậy? Ngài thích cái máy pha cà phê đúng không? Dạ đúng. Lấy đi, lấy đi, lấy đi. Ủa sao vậy chú Bảy? Trời ơi, mỗi lần mà ba Khoa ba đụng vô một cái là chú Bảy chửi ba, đánh ba. Đúng rồi, bây đúng giờ... rồi. Không cho hết đồ rồi đó. Chú Bảy ơi, ra đây nè chú Bảy ơi, có chuyện gì chú Bảy nói cho tụi con nghe đi chú Bảy. Đây này, đó, cho hết, cho hết. Ủa gì vậy chú Bảy? Thì đó, cho tụi bay xài chứ tao có tiếc gì đâu. Rồi chú Bảy lấy gì xài? Ủa, tại sao chú Bảy phải cho? Thôi, có những điều tụi con đừng có biết nhiều. Chú Bảy cũng khó nói. Ba hỏi đi ba. Biết vậy rồi mấy đứa cứ đem về nhà. Mà mấy cái này chú Bảy quý dữ lắm mà sao nay đem đi cho? Mỗi người sống trên cuộc đời này có một cái giai đoạn để mình kết hợp với một điều gì đó. Giai đoạn chú Bảy với mấy cái này đến đây là kết thúc. À, bây giờ tụi nó sẽ thuộc về con để tiếp tục một giai đoạn mới. À, chú Bảy ơi. Rồi đây chú Bảy cũng sẽ không ở căn nhà này nữa. Chú Bảy đi đâu? Chú Bảy đi đâu vậy chú Bảy? Chú Bảy có một cái nơi em ấm khác dành cho chú Bảy. Nơi đó không có sự ồn ào. Rau mày chết tao đau. Rau mày chết tao đau. Mày yêu tao mà cũng vừa vừa thích chứ mày làm gì với con gái vậy? Chú Bảy ơi, nơi đó nó cao lắm phải không chú? Yên tĩnh, gió mát, chỉ có tiếng chim chóc. Gì vậy? Chú Bảy ơi, tụi thôi, con biết. Tụi con cứ lấy rồi đi. Tụi bay làm như tao sắp chết chẳng bằng. Nhưng mà ở đây có ba nhà, tự nhiên chú Bảy nói vậy. Chú Bảy cho. Rồi khuya chú Bảy về chú Bảy đòi, ai mà dám ngủ. Cái gì? Xin lỗi nha, tao mà tao đã đi rồi á là tao không về được nữa đâu. Chú Bảy. Hết pin rồi. Cho chú mượn điện thoại cái. Đây chú Bảy ơi, chú gọi hết luôn cũng được. Điện thoại con còn nhiều tiền, chú cứ gọi hết đi. Sao mày tốt đột sức vậy? Ui, con... Điện thoại đó gọi hết tiền. Nói qua đường dây điện thoại con, gọi chung luôn cũng được. Không ai hút máy. Đi con gọi cho. Chắc đang mổ xẻ gì rồi. Ủa, chú Bảy gọi cho ai mà mổ xẻ gì chú Bảy? À, bác sĩ chú Bảy. Thôi con, không có không được rồi thôi. Khi nào máy thì sạc pin. Sao hả ta? Sức mướt dữ vậy? Điện thoại của anh kìa. Alo. Dạ. Anh kia đây, tôi là Vinh. Ủa bác sĩ. À chú Bảy hả? Dạ, bác sĩ gọi là chú Bảy ơi. Tôi nghe bác sĩ ơi. Mày làm gì vậy? Chú Bảy ơi. Thôi đi, ra cho chú Bảy nói chuyện. Alo bác sĩ. Đợi tôi chút. Mày làm gì vậy? Quá, đi qua bên đây đi. Đừng giấu nữa. San sẻ đi chú. Tao sợ tụi bay biết. Tụi bay không chấp nhận. Tại vì trong xóm này hồi xưa giờ đâu có xảy ra. Con chịu được. Hồi xưa ông nội con cũng vậy. Con chịu được. Quan trọng là cứu được hay không. Phải hy vọng. Alo bác sĩ. Đưa em đi. Không cứu được à bác sĩ? Ráng giúp giùm tôi. Con tôi nó chịu không nổi đâu. Con Ngân nó chịu không nổi đâu. Ráng giúp giùm. 1% sống mà bác sĩ. Cái gì vậy? Anh làm bác sĩ. Con tranh thủ con cắt cho chú Bảy. Lúc tao nhờ thì mày không cắt. Không.
Thôi cất đồ đi, đi cất đồ hết đi. Không đâu chú Bảy ơi. Chú Bảy sáng giờ có ăn uống gì chưa? Tôi ăn miếng bánh đi. Sợ con gái nó về không kịp rồi không tổ chức cho nó đàng hoàng được. Không có, chú Bảy yên tâm đi chú Bảy. Còn tụi con ở đây, chú Bảy muốn làm sao tụi con tổ chức hết. Dạ. Tụi con làm hết, chú Bảy muốn làm sao? Tụi bay làm gì biết làm mấy cái này biết mà chú làm. Bảy, biết chú Bảy. Con có kinh nghiệm, con từng tổ chức cho ông nội con rồi, con biết. Cũng người già giống như chú Bảy, cũng là thích rồng phượng đồ này kia. Ủa? Con biết. Sao gái tôi nó gọi cho cậu vậy? Con biết đâu, thì chú nghe thử coi nó gọi cái gì vậy. Ba thì con. Đúng rồi. Hết pin. Điện thoại ba hết pin. Ủa con lanh ra. Gọi cho Vinh biết. Bây giờ làm sao đi? Giờ bàn bạc tổ chức con cho chú. Con bé nó chịu không nổi đâu. Ngân về không kịp đó cô chú ơi. Mấy đứa đang định tổ chức sinh nhật cho ba. Giờ đường nào cũng vậy hết. Thì là mình chuẩn bị bông hoa đồ gì đám tang trong cái đó đầy đủ hết sẵn rồi. Đi. Yên tâm đi. Vợ chồng tôi ra cái hòm. Bà cho hết rồi. Đồ mấy cái đồ trong nhà bà cho hết rồi. Mà tội nghiệp đang đợi tổ chức sinh nhật. Vợ chồng ra cái hòm à? Đúng rồi. Ok. Bây giờ bà ấy xong bà điện lại. Bà chặt điện xong bà điện lại. Ok. Này con trả điện thoại con. Chuyện thầy bà để tôi. Dạ chú Bảy ngồi đi chú Bảy. Nha. Mình có nhau nha. Gì đây? Dạ bánh của con á chú Bảy. Muốn ăn gì cứ ăn nha chú Bảy. Muốn ăn gì cứ ăn. Alo. Thế ăn luôn đi chú Bảy. Mình ăn chung với nhau bữa cuối. Alo. Cái gì vậy? Chú Bảy ơi chú Bảy. Chú Bảy thích ban nhạc đúng không chú Bảy? Có nhạc chẳng vui chứ. Có ban nhạc luôn. Có siết luôn. Nó để cái xe đạp nó lên đầu được. Nó để xe gắn máy lên đầu được luôn. Dễ thương lắm. Alo. Nhưng mà tốn tiền lắm con ơi. Không sao. Chú Bảy đừng có lo. Chú Bảy. Cho con giúp chú một lần. Cho con giúp chú một lần. Alo. Bảy càng tay phải không? Cái gì? Tôi muốn một đội càng tay. Thôi chú chơi với chú suốt bữa đi. Thổi đều miệng nha. Miệng đứa nào đứa này phải đều hết. Tại vì ông này cũng hơi khó chịu. Ăn ăn nữa. Dạ ăn với chú Bảy. Rồi ok. Không được. Gì vậy? Không thằng nào được thứ 8. Từ thứ 6 trở xuống. Tại ông thứ 7. Kỵ. Có ba con lo hết mà chú yên tâm đi. 15 triệu không thành vấn đề. Chuyển liền. Đó. Cho hai thằng cầm gậy. Đó. Múa thảy gậy lên nữa. Với hai thằng siết. Siết đàng hoàng. Rồi ok. Rồi xong. Xong chưa? Gì vậy? Đội nhạc là có rồi. Chú Bảy thích màu gì? Nó có nhiều màu lắm. Màu xà cừ nè, màu trắng nè. Màu nào cũng được, nó giúp nhiều màu đi. Nhiều màu. Hồng, màu hồng đi chú Bảy hả? Chú muốn trang trí sao? Cái quan trọng nhất á là cái chỗ mà chú... Không được, không được. Phải hỏi con gái chú nữa. Trời ơi, chú Bảy ơi, giờ hỏi nó không kịp đâu chú Bảy. Đó, thấy chưa? Dạ. Bây giờ màu nào cũng được đi, màu nào trẻ trung là được. Ba. Con về kịp rồi nè. Con gái. Ba. Trời ơi, con tưởng con về không kịp không à. Đâu, con hành lý vô vụ phụ ấy. Đừng có cho ông làm. Làm đi Vinh. Để con. Đừng có cho ông làm, chú Bảy ngồi một chỗ đi. Ẩm chú Bảy vô, ẩm chú Bảy vô. Đừng có để chú Bảy đi đứng gì hết. Ẩm vô luôn. Mọi người chuẩn bị vô ra, con xong hết chưa vậy? Rồi, ngồi xuống. Chú Bảy ngồi xuống. Mọi người chuẩn bị cho ba con xong hết chưa? Xong hết rồi, bây giờ còn chuối nữa thôi à. Nó đem chuối tới bây giờ nè. Con có mua. Để nó đi, rồi khi nặng. Để đi. Trời ơi, dầu sôi lửa bỏng mà thiệt. Alo. Cái siêu đâu? Cô đặt cái siêu đó, đúng rồi. Cầm nha. Rồi, giấy tiền vàng bạc. Dọc đường là phải có cho tôi, 2 bao. Rồi, bao nhiêu tiền tôi trả hết. Mọi người khỏe không? Các cô chú khỏe không? Im đi. Trời. Giờ còn hỏi chữ khỏe không? Thiệt lâu quá con mới về gặp mọi người. Vô tình, vô tâm. Không có máu mủ nè. Mà nãy giờ tôi tức đứt từng đoạn ruột. Không hiểu đâu. Khi mất đi một cái gì đó mình yêu thương nhất trên cuộc đời này thì mới biết mình cần gì. Bây giờ thiệt. Bác sĩ nói chuyện với ba rồi. Nói chuyện với ba sao rồi ba? Không cứu được. Không cứu được hả? Đó. Nghe đi. Thôi không sao. Hả? Cái gì vậy? Ba chờ con chịu không nổi. Thôi không sao, con chịu đựng được mà. Chuyện bình thường đó. Trời bà ơi, con ơi, con
con có là con người không vậy? Dù sao thì cũng lớn tuổi rồi, thì cũng đến lúc thôi, đúng không ba? Im đi! Trời ơi, nói chuyện gì mà nói được hả? Không ngờ luôn. Tôi nghỉ chơi với Ngân. Ủa sao vậy? Tôi tặng cô hai chữ: cầm thú. Trời ơi, mấy đứa mắc cười quá. Xin ly tử biệt. Đúng rồi. Lúc nào sinh thì sinh, còn đã đến lúc tử ông trời quyết định, đi là mình phải cho qua. Chú Bảy đừng ở bên nói như vậy. Nói cho chú Hồng biết, ở đây không ai buồn bằng con đâu. Nhưng mà con thấy đó là chuyện nên xảy ra. Tại dù sao cứ để dây dưa như vậy càng đau trong lòng thêm nữa. Đau lắm, chịu không nổi đâu. Đúng không ba? Cái đồ của mấy đứa cất giữ, coi như kỷ niệm của chú dành cho mấy đứa. Con giữ, con sẽ để một chỗ trang trọng kế bên chỗ ông nội con. Còn có chuyện, cái sự sinh ly tử biệt này là con phải chấp nhận. Bác sĩ đã nói rồi, không cứu được. Bởi vì con chó đó nó cũng sống mười mấy năm rồi. Con gì? Con khóc ở bên kia hả? Không, 4 ngày nay bác sĩ, rồi. Chú nói gì? Chú nói cái gì? Con chó gì? Tại sao chú chửi mình như vậy chứ chú? Đâu cần phải tự chửi mình vậy đâu chú. Con chó của nó. Con chó nào chú? Tính mùi nó con chó, mới vừa mua về nó bệnh. Bây giờ cái mạng chú không lo, chú lo con chó gì ở đây chú Bảy? Thì bác sĩ gọi, bác sĩ thú y gọi báo con chó chết. Ủa? Bác sĩ thú y gọi báo con chó chết. Chứ không phải là... Ủa? Chú Bảy không có bệnh gì hoạn vậy hả? Ai nói tôi bệnh? Vậy sao lấy đồ chi của ông chi? Tôi tưởng nó ông gần đi không à? Không có, tại cho mấy đồ cũ này đi, bị gái mua đồ mới về xài sướng hơn. Trời ơi. Ủa chú Bảy ơi, chụp hình thẻ đồ là mình thờ đâu mà. Hình thờ gì vậy ba? Tóc đồ đó đúng không? Đâu có. Hớt tóc để chụp hình sinh nhật. Bữa nay sinh nhật. Sinh nhật con kêu ba con làm cái bánh rau đẹp đẹp, có hình nguyên cái mặt ba với lại in lên bánh kem á. Chú nói chú không ở đây, chú đi đâu? Gái nó mua cái nhà mới ở bên cái khu villa. Rồi mắc gì chú không về đây được? À, ở đây cho mướn về đây chị. Ủa sao trời? Ủa rồi. Mắc gì thèm ban nhạc? Tao tưởng vì mướn ban nhạc tới quấn sập sình cho nó vui sinh nhật. Trời, cái gì chú cũng ok hết. Rồi ba con. Ông lo ông hồi đi không, nó đã tới ông bây giờ kìa. Tôi chuyển tiền cho người ta rồi. Trời ơi. Chuyển tiền cho người ta rồi. Alo. À, bên bên đội kèn phải không ạ? À? Anh trên đường tới à. Nếu mà trên đường tới anh ghé chỗ chạy hòm anh nói là khoan dao nha. Lộn ở đây tại vì sinh nhật của ông chú. Ông nói tụi ông chết không à. Trời ơi, không để gì tụi bay tưởng tao là... Không sao. Không, anh, bên anh có thổi được bài Happy Birthday không? được, vậy tôi mời mấy anh qua thổi luôn. Nhưng mà mấy nhớ... Mấy thằng tào lao này, chết cái tao cho mày. Được rồi, mày đi bay nha.